Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng cái dòng chảy 2 ngày qua đó rất là tuyệt vời cho chúng ta. Tôi không hiểu như thế nào, nhưng mà trong khoảng thời gian từ 3 tháng từ trở lại đây, tôi thấy nhiều tôi tới Chúa giảng về thiên đàng, hay là giảng về nước của Đức Chúa Trời, hay là giảng về sự cuối cùng của muôn vật. Điều đó để cho chúng ta thấy không phải là một cái sự tình cờ. Tại vì đôi khi người này, người kia, người nọ ở nhiều nơi, nhưng mà mỗi một nơi như vậy, mỗi một cái người như vậy, Chúa lại thúc giục lòng họ để nói lên một cái khía cạnh về thiên đàng. Giống như là Matthew, Mark, Luca và Giăng, cả bốn vị mô tả cùng đời sống của Chúa Giêsu, nhưng ở bốn góc độ khác nhau của cái bốn góc nhìn khác nhau. Và tất cả nó tập trung để tôn cao một mình Chúa Giêsu là đấng chủ thể. Cũng vậy, trong những ngày qua thì rất là nhiều tôi theo Chúa tại nơi đây thôi, đã giảng về thiên đàng, và để cho chúng ta không có phải chậm trễ, chảnh mảng, nhưng chúng ta sẽ tăng tốc để về đích. Anh chị em có muốn về đích với phần thưởng, hay là về đích với một cái thái độ buồn bã và sơ xác? Chắc chắn rồi, chúng ta muốn về đích với một cái kết quả mà Chúa Ngài khen. Và tôi thấy một điều rằng có một cái lời khen ở trong Matthew chương 25. Anh chị em còn nhớ cái lời khen đó là gì ạ? Hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín. Rồi làm gì nữa? Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, hãy đến mà hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Trong những ngày qua chúng ta được có những cái lời chứng hé mở về những cái điều tuyệt vời mà những người đã trải nghiệm cận tử và tử, để họ thấy được thiên đàng vinh hiển là thế nào, thấy được cái vương quốc của Đức Chúa Trời mà chúng ta sẽ đến là làm sao. Ngày hôm nay chúng ta chỉ là một phần nhỏ, chúng ta chỉ nếm một phần nhỏ thôi, nếm một phần nhỏ của vương quốc của Đức Chúa Trời, mà chúng ta đã cảm nhận được sự vui mừng, sự thỏa lòng. Tôi ví dụ, anh chị em khi chúng ta thờ phượng sáng nay, khi chúng ta chỉ có hát vài bài hát, chúng ta nói, ủa cái bài hát này tôi cũng hát hoài chứ gì, phải không? Nhưng mà không, Thánh Linh của Đức Trời làm cho bài hát đó cho nên sống động. Và khi chúng ta tôn ngợi Chúa, thì những cái buồn phiền nặng nề đó, nó chạy ra khỏi chúng ta. Trong một tuần lễ nay, con trai giữa của tôi nó gặp nan đề. Nan đề và nó mặt lúc nào cũng buồn. Bé mà đánh đàn ọt ngày hôm qua đó, và nó cảm thấy có một cái cảm giác nặng nề liên tục, căng thẳng và đè nén nó. Nó tâm sự với tôi, tâm sự với mẹ nó, tại vì con trai tuổi mới lớn mà. Nhìn thấy cái bóng hồng đi qua cái là rung rung, tim đồ rung rung rồi. Nó đang cái tuổi dậy thì 15, 16 tuổi. Bắt đầu nó rung động. Rồi coi như là không có được chiếm được cái trái tim của nàng. Và thế là chàng buồn bã. Và tư vấn nói chuyện với tôi, nói chuyện với vợ tôi, rồi nói chuyện với dì của nó. Rồi xong, tối hôm qua nó vào nói chuyện với tôi. Tôi mới mở cái nhạc cho nó nghe. Tôi nói bây giờ con, cái lúc mà mình buồn như nè, mà con nghe cái nhạc này á, nó đã lắm á, thích lắm. Tôi mở cái bài Ước Mi của Trịnh Công Sơn. Ngoài hiên mưa rơi rơi, buồn dâng lên đôi môi, buồn ơi hoen ước mi ai rồi, buồn khóc trong đêm mưa, buồn than trong câu ca. Cái lập nó đang buồn như vậy, nó còn buồn hơn nữa. Chưa hết, tôi mở thêm một bài nữa là Biển Nhớ. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Nói ba ơi sao nó buồn dữ vậy ba. Tôi nói trong nhạc á con, nó có hồn, nó có linh ở trong đó. Thế là tôi mở ra cái bài là Đấng Mở Đường, bài sáng chúng ta hát. Tôi cho nó nghe. Tôi nghe cho những anh nghe bằng tiếng Anh, tại con tôi nó cũng khá tiếng Anh. Nghe bằng tiếng Anh, nó nghe. Và cái bài đó tôi cho nghe
theo nhiều cái góc độ khác nhau, có người hát kiểu này, có nhóm nhạc kia hát kiểu kia, có một cái nhóm thờ phượng một bài duy nhất mà hát nửa tiếng đồng hồ. Tôi cho nó nghe xong, nó nói: ba ơi, giờ con hết buồn này, con vui rồi. Tại vì sao? Vì lời bài hát thờ phượng Chúa, linh của Chúa vào trong chúng ta và giải phóng chúng ta ra khỏi những cái sự buồn bã đó. Dạ, cảm tạ Chúa. Cho nên anh chị em, chúng ta thấy rằng là khi chúng ta biết mình là ai ở trong Thánh Christ, chúng ta có cái công cụ để có thể chúng ta kinh nghiệm ở trong cái chiều kích mới của Thánh Linh. Chúa không muốn chúng ta cứ cũ mãi. Nếu anh chị em có một cái mảnh ruộng mà chúng ta canh tác năm này năm kia cùng một cách, anh chị em nghĩ rằng mùa sau chúng ta mùa đầu không? Không. Phải không ạ? Và Kinh Thánh nói gì? Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Trong một bản dịch khác đó là mỗi buổi sáng sự thành tín Ngài là lớn lắm và Chúa yêu chúng ta một cách mới. Anh chị em nghĩ trong vợ là tình nghĩa vợ chồng, chúng ta có nhiều khi sống với nhau, một ngày kia ông chồng ông nói: ồ, chẳng phèo, có gì đâu. Bà vợ cũng nói: ủa, em cũng chả có thấy gì hạnh phúc, em tưởng đâu bước vào hôn nhân là hạnh phúc lắm, ai ngờ không có gì hết. Nhưng mà cái hạnh phúc hay không là do chúng ta tạo ra nó. Chúa đã ban cho Adam Eva cái Eden, nhưng Eden, Adam Eva làm gì ở trong Eden này? Trồng và giữ vườn. Adam Eva phải biết trồng, ngày hôm nay phải trồng một cái cây này, ngày mai trồng cây kia, ngày mốt trồng cái nọ. Và nếu Adam Eva không trồng một cái gì cả thì điều gì xảy ra? Nó không có gì cả. Đúng không ạ? Cho nên Chúa trao cho chúng ta thì chúng ta phải bắt đầu để chúng ta gieo trồng nó. Chúng ta phải làm như Phaolô nói gì? Khích lệ anh em phải làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Biết rằng công khó anh em trong Chúa không bao giờ là vô ích. Có những thứ anh chị em đang làm này, chúng ta không thấy người khác chấp nhận chúng ta, nhưng mà đừng lo lắng, bởi vì tất cả những gì anh chị em làm, dù con người biết hay không biết, thì Chúa cũng ghi nhận, Chúa cũng chấp nhận chúng ta. Cho nên Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể tiếp tục để làm công việc của Chúa một cách dư dật. Chúng ta không biết, cũng có thể đây là lần gặp cuối cùng với nhau. Nhiều khi anh em về xong Chúa cất chúng ta đi hết, đúng không ạ? Nhưng mà cũng có thể chúng ta còn gặp dài dài theo nhiều lần khác nhau nữa, để chúng ta có cơ hội để cùng thờ phượng Chúa, cùng hầu việc Chúa với nhau, cùng chia sẻ với nhau. Trong những ngày qua thì chúng tôi được rất là vinh dự vì cớ rằng là được phục vụ các anh chị em. Dẫu cái phục vụ đó có thể nó chưa có một cách gọi là hoàn hảo, nhưng mà nó ít nữa thì cái điều mà anh chị em đón nhận cái sự phục vụ của Hội Thánh Chúa tại nơi đây, thì cái điều đó cũng làm khích lệ chúng tôi rằng là chúng tôi cũng là một người được dự phần vào trong công việc của Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên cảm tạ Chúa, chúng ta sẽ có cái cơ hội để chúng ta hầu việc Chúa một cách tốt hơn nữa. Amen. Yeah. Tôi mong rằng là trong chuyến này trở về, anh chị em phục vụ Chúa một cách dư dật hơn nữa. Hallelujah. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ nhận được những cái món quà rất là quý báu khi Chúa Giêsu trở lại. Ngài nói ta sẽ đem phần thưởng theo với ta để trả cho mọi người tùy công việc của họ làm. Có thể bây giờ anh chị em đang làm, có những người làm rất là tốt và được khen ngợi, nhưng có những người chưa được khen ngợi. Dẫu vậy, tất cả những điều anh chị em làm, kể cả giọt nước mắt đựng trong ve của Chúa cũng không bao giờ mà mất đi. Có những lúc chúng ta khóc thầm về công việc Chúa, về một điều gì đó cho một ai đó, thì không bao giờ những điều đó lại mất đi một cách vô nghĩa, bởi vì Chúa ghi nhận tất cả. Amen. Như vậy thì anh chị em có muốn, một lần nữa tôi hỏi là anh chị em có muốn gặp Chúa với phần thưởng hay là gặp trong một cái nét mặt buồn bã và sơ sát à? Ai muốn gặp Chúa trong phần thưởng giơ tay lên ạ. Hallelujah. Amen. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu buổi sáng hôm nay, tôi sẽ giúp đỡ anh chị em để làm sao tôi và anh chị em có thể gặt hái được những phần thưởng khi chúng ta còn sống trên đất này và hầu việc Đức Chúa Trời. Amen. Hai ngày chúng ta lên thiên đàng, bây giờ chúng ta xuống đất nha. Dạ, chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Trước hết thì chúng ta cùng mở ra ở trong sách Timôthê thứ nhì, đoạn 2, từ câu 1 cho đến câu số 7. Rồi, chúng ta cùng xem những câu kinh thánh trên đây, chúng ta có đọc chung với nhau. Bắt đầu. Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển
trong Đức Chúa Jesus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác nữa. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa Jesus Christ. Khi một người ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão trừ thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất thâu qua lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban cho con sự khôn ngoan cho con trong mọi việc. Timothée là một học trò hay là một đứa con thuộc linh của sứ đồ Phao-lô, mà là một đứa con mà Phao-lô rất là yêu thương. Không chỉ một mình Timothée, nhưng nào là Tít, nào là Philemon, hay là những người được ông sanh ra trong vương quốc của Đức Chúa Trời, ông đều yêu thương cả. Và ông đặc biệt là Timothée, là ông dạy Timothée từng chút một. Chúng ta đọc qua cái Timothée 1, Timothée 2 thì chúng ta thấy rằng trong Timothée 1 thì ông khích lệ Timothée là phải đừng có để người ta khinh con vì trẻ tuổi, hãy lấy lời nói nết làm đức tin, sự tin sạch làm gương cho thánh đồ, rồi hãy giữ những gì mà con đã dạy cho người khác để con cùng kẻ nghe con được cứu. Rồi ông khuyên Timothée là gì? Là chớ có quên ơn đã bởi lời tiên tri đã ban trong lòng con, bởi lời tiên tri và nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy, ở trong Timothée nhất đoạn 4 câu 14. Rồi tiếp theo đoạn 1 của Timothée nhì câu số 6 thì nói rằng: vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Chúa ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Cả hai lần Phao-lô gửi cho Timothée thì Phao-lô đều khuyên là đừng có bỏ quên cái ơn ban cho con, đừng có quên nhen lại cái ơn. Có bao giờ trong anh chị em chúng ta đã từng nhận được ơn Chúa nhưng mà theo năm tháng nó bị mai một, thậm chí là chúng ta đánh mất cái lòng nhiệt huyết tình yêu ban đầu không? Có không ạ? Và tôi nói với anh chị em rằng 100% chúng ta hầu vị Chúa đều phải đối diện với những cái chuyện cọ xát. Đôi khi vừa lòng người này, không lòng vừa lòng người kia. Đôi khi lúc này thì chúng ta được khen ngợi, chúng ta làm hết mình, nhưng có lúc ai đó nhắc nhở, chê chúng ta một chút thì chúng ta cảm thấy cả trời sụp đổ. Có đúng không ạ? Đây là cái thái độ của con trẻ, chưa phải là thái độ của sự trưởng thành. Phao-lô muốn Timothée được trưởng thành hơn nữa. Trưởng thành đến mức độ là chúng ta làm vì vương quốc của Chúa, làm vì tình yêu của Chúa, chứ không làm vì cớ sự chấp nhận của người này hay người kia. Những con trẻ khi nó làm một cái trò gì đó, nó làm xong nó nhìn lại ba nó để coi ba nó khen không, ba khen nó làm nữa. Mà khi ba nó không khen thì nó cảm thấy một vùng trời sụp đổ. Chúa Ngài biết được chúng ta như thế nào và chúng ta trưởng thành, mức độ trưởng thành thuộc linh chúng ta làm sao. Cho nên có những thời điểm Chúa cho chúng ta, khích lệ chúng ta qua những tràng vỗ tay để chúng ta có thể làm việc mạnh mẽ hơn. Nhưng trong những lúc khen ngợi đó là lúc Chúa tạo cái cơ hội, điều kiện để chúng ta tăng trưởng ở trong Chúa. Và sự tăng trưởng đó nó sẽ đến một cái cấp độ mà sứ đồ Phao-lô gọi đó là người lính giỏi. Không ai chúng ta muốn là người lính dở, nhưng chúng ta đều muốn mình là người lính giỏi, có đúng không ạ? Trong quân đội đó là nó có mỗi một cái binh chủng á, thì nó có một cái cách để mà hoạt động khác nhau. Chẳng hạn như là bộ binh khác, công binh khác, phòng không khác. Và mỗi một cái binh chủng đó nó đào thào theo một cách khác nhau. Nhưng bên cạnh đó có một cái binh chủng nó gọi đó là tinh nhuệ. Thí dụ như bây giờ phòng không nó chỉ biết làm sao để canh máy bay và bắn máy bay. Bộ binh chỉ biết làm sao chiếm được cái nơi mà pháo binh nó đã pháo rồi. Công binh làm sao để khai phá và tìm xem chỗ nào có mìn hay không để đi trước, dọn đường trước cho bộ binh đi sau. Nhưng mà lính tinh nhuệ thì khác. Lính tinh nhuệ lên trời nó cũng làm được, ở đất nó cũng làm được, xuống nước nó cũng làm được, đào dưới đất nó cũng làm được luôn. Đó là lính tinh nhuệ. Nó có thể bất cứ một hoàn cảnh nào nó có thể sống còn.
Chắc chắn rằng trong chúng ta không phải ai cũng là đấng tinh nhuệ, nhưng chúng ta có thể là một binh chủng nào đó ở trong Chúa. Vì Chúa nói là sao ạ? Chúng ta chính là đạo quân của đấng Christ. Và như vậy thì sứ đồ Phaolô ông đã cho Timôthê một cái những cái nguyên tắc để làm sao Timôthê trở thành người lính giỏi. Anh chị em có muốn mình lúc nào cũng là đi sau, về muộn, và gọi mình dùng cái từ là lẹt đẹt theo sau? Một đạo quân mà đi về sao không có sự vui mừng, lúc nào đi cũng bê bết hết. Một tháng xong trở về cái tôi đau khổ quá, tôi bị tổn thương quá, tôi bị buồn quá, tôi ngã lòng quá, chắc tôi đi không nổi nữa quá, chắc tôi nghĩ tôi không hầu việc Chúa nữa quá. Có không ạ? Dạ. Hôm nay xin Chúa cho qua hai tiếng buổi sáng này, 12 giờ chúng ta sẽ kết thúc, rồi chúng ta ăn trưa với nhau và chúng ta tạm chia tay. Nhưng mà hai tiếng này xin Chúa giúp đỡ để tôi và anh chị em chúng ta trở thành một người lính giỏi của Chúa Giêsu. Amen. Dạ. Bây giờ chúng ta thấy trở lại đây, thì người lính giỏi của Chúa thứ nhất đó là người đó phải có một cái sức mạnh. Cái điều đầu tiên là người lính giỏi phải là người có sức mạnh. Khi tôi vào trong quân đội thì tôi vừa thấy cái súng tôi mê lắm. Mượn cái súng của ông A trưởng, anh cho em mượn, lên đạn rớp bắn cạch cạch, tại vì không có đạn. Nhưng mà thích lắm, lên đạn rồi lăn qua lăn lại, có nhìn cây súng rất là thích, mở băng đạn ra rất là thích. Rồi ngày hôm sau cũng vậy, lại cho anh cho em mượn cái cây súng. Và ngày thứ ba thì bắt đầu tôi được phát cái quân tư trang. Chỉ được mặc cái bộ đồ lính, chỉ hai bộ thôi, bộ mặc và bộ giặt. Rồi sau đó thì phát cho mỗi một người một cây súng. Wow, bây giờ thì không còn mượn A trưởng nữa, ai cũng có cái súng hết trơn á. Mà rất là thích vì có mình được lần đầu tiên được cầm cái súng. Ở Việt Nam chúng ta không ai muốn dễ cầm được cái súng đâu chị em ạ. Người dân đâu bao giờ dễ cầm cái súng đâu. Chỉ có vào quân đội hoặc là ngành công an thì mới cầm được cái súng. Cho nên khi được cầm cái súng, mê thích cái súng đó. Và cái ông A trưởng nói đừng có mê, vài bữa là chán chết đi chứ mê cái gì. Tôi nói dễ gì mà chán, bởi vì tôi được cầm cái súng rồi dạy tôi cách để thắp lắp rồi mở ra đủ thứ hết. Nhưng mà anh chị em ơi, với cây súng đó sáng thức dậy tập thể dục xong mở cây súng ra lao chùi rồi lắp lại, cứ lao chùi lắp lại, lao chùi lắp lại, lao chùi lắp lại, xong đi hành quân cả một ngày, chiều lại lao chùi lắp lại, lao chùi lắp lại. Ngày thứ nhất qua ngày thứ hai nhìn cái súng cái mới ghét liền, không muốn nữa. Nhưng mà bắt đầu trong quân đội bắt đầu tập cho chúng tôi, bắt đầu sáng tập thể dục. Hồi nào giờ ở nhà đâu có thói quen tập thể dục đâu, cho nên tôi sáng bắt đầu 5:15 và tập thể dục cho đến 6 giờ, tập thể dục đủ kiểu hết rồi chạy rồi này kia đủ thứ. Ngày đầu tiên tập thể dục tôi nói về người nó lả hết, nó đau rím cả mình mẩy hết vậy. Lúc đầu đó bắt tôi kéo parapet rồi chống đẩy. Xin lỗi, hồi nào giờ có chống đẩy đâu, cho nên chống đẩy chừng 2-3 cái thôi là nằm quỵ xuống luôn rồi. Nhưng mà họ tập chúng tôi đến lúc chúng tôi chống đẩy cả 100 cái không hề mệt. Chúng tôi kéo parapet cả 100 cái không hề mệt. Rồi chúng tôi chạy vòng sân bóng bị phạt, lúc đầu phạt chạy một vòng một là đuối rồi. Nhưng mà chúng tôi có thể chạy 4-5 vòng vẫn không đuối. Rồi bắt đầu tăng cường trên lưng là một cái ba lô và cái súng, tổng cộng là 27 kg. Là chúng tôi phải đi hành quân. Lúc đầu thì đi hành quân có 1-2 cây số, tăng dần chúng tôi đi hành quân tới 10 cây số, 15 cây số là chuyện bình thường. Lúc bấy giờ cơ bắp chúng tôi khỏe lên rồi. Nếu mà chiến đấu mà bây giờ nếu mình không khỏe thì sao ạ? Chúng ta sẽ thất bại, chúng ta sẽ buông súng liền, phải không ạ? Nhưng mà phải làm sao cho nó mạnh mẽ cái đã, phải làm sao cho cái cơ bắp phục lên nó mạnh mẽ cả, phải làm sao cho cái cơ bắp đức tin của anh chị em mạnh mẽ cái đã. Cho nên Chúa phải cho những cái nghịch cảnh phải tập. Thí dụ khi chúng ta cầm một cái tạ lên, chúng ta tập như thế này, đó là sức nặng. Mà khi anh chị em có sức nặng như vậy đó, càng ngày cái cơ của chúng ta nó sẽ căng ra, nó mạnh lên. Nếu chúng ta chỉ tập một cái sức mạnh bình thường như thế này, tập mãi từ ngày này qua một ngày kia với hai cái tạ nhỏ xíu như vậy, thì cơ bắp mình nó không tăng nữa, nó chai. Và sức mạnh của anh chị em chỉ cầm được 2 cái micro thôi. Nhưng mà ngày hôm sau chúng ta có thể tăng lên sức mạnh khác. Ngày sau nữa bắt đầu tăng sức mạnh khác. Vì sao người hầu việc Chúa luôn có áp lực? Bởi vì nếu không có áp lực anh em không tăng trưởng.
Nếu đã chấp nhận bước vào quân ngũ thuộc linh thì chấp nhận có những cái áp lực thuộc linh, có những áp lực vô hình, có những áp lực về gia đình, có những áp lực về anh chị em, có những áp lực về công việc của Chúa, có những áp lực về tài chính, có những áp lực về sức khỏe, có những áp lực về những cái lời miệt thị của người này người kia. Và những điều đó anh chị em không vượt qua được thì chúng ta không trở thành người linh giỏi. Chúng ta phải trơ như sắt và cứng như đồng, vô cảm với tất cả những cái gì người ta nói nghịch lại mình, nhưng mà nhạy bén với nỗi đau của anh em mình và nhạy bén trong thánh linh, thì đó mới là một người trưởng thành ở trong Chúa. Tôi thú thật với anh chị em là tôi cũng đã bị lên bờ xuống ruộng vùi dập một cách kinh khủng, mà lúc đó không có một ai có thể nâng đỡ cả. Và tôi khóc với Chúa, tại sao lại con lại đối diện cái điều này. Chúa nhắc cho tôi một vấn đề, Chúa nói một ngày kia tôi hỏi rằng nếu như ta dùng con trở thành một cái viên gạch để lót đường để người khác bước qua mà không bị lấm chân, con sẵn sàng không? Câu hỏi đó, tôi khi tôi gật đầu với Chúa, tôi phải trải qua những cái sự thử nghiệm rất là lớn. Để khi mình bị vùi dập, bị khinh, bị chê, bị sỉ nhục ở trong những anh em hầu việc Chúa, sỉ nhục với những người ở trên mạng cộng đồng đủ kiểu hết, thì chúng ta sẽ làm gì đây? Và khi mà anh chị em trưởng thành vượt qua được cái sự thử nghiệm đó, chúng ta mới có thể lên lớp được. Không có một lớp học nào mà anh chị em lên lớp mà không thi, đúng không ạ? Anh chị em nghĩ ngày hôm qua là kết thúc rồi phải không? Không, nó chính là cái sự khởi đầu của cái bằng ngày hôm qua anh em mới nhận á. Tất nhiên anh chị em thi trên lý thuyết rồi, nhưng mà cầm cái bằng đó, ồ hạnh phúc lắm, có nhiều người tặng hoa, có nhiều người thì được chụp hình này kia rồi rất là thích. Wow, tôi có cái bằng, có người chụp hình khoe lên, wow, tôi tốt nghiệp rồi. Nhưng mà không, chỉ là mới sự khởi đầu. Cái vấn đề ở chỗ là cầm cái bằng đó, anh chị em sẽ làm gì với cái bằng đó? Thì lúc bấy giờ mới chứng minh được cái sức mạnh của chúng ta nó ở mức độ nào. Tất nhiên không phải anh em làm một mình, nhưng có Chúa cùng anh chị em. Trong phần kinh thánh này, chúng ta lấy sứ đồ Phaolô cho chúng ta một cái khái niệm để chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ. Đó là gì anh chị em? Đọc lại câu 1 ạ. Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Nhờ cái gì để được mạnh mẽ? Nhờ ân điển trong Chúa Giêsu Christ. Không phải nhờ Chúa Giêsu Christ, mà ân điển của Chúa. Tất nhiên tôi mà trên linh Chúa, chúng ta nhờ cái Chúa rồi, hầu vì Chúa mà không nhờ cái Chúa thì nhờ cái ai? Nhưng mà để cho mình mạnh mẽ phải nhờ ân điển của Chúa. Cái cách mà Phaolô dạy ở đây, ông thật đã trải nghiệm. Chúng ta cùng xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12, chúng ta thấy Phaolô đã từng cầu nguyện với Chúa 3 lần ở trong câu số 8. Đã 3 lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Ông cầu nguyện xin cái gì ạ? Xin cái gì lìa khỏi ông? Dầm sóc. Ông xin cái dầm sóc, Chúa ơi, hãy đem cái dầm sóc này ra khỏi con. Một lần Chúa nói như thế nào? Không. Sau đó ông lại tiếp tục cầu nguyện, Chúa ơi, xin đem cái dầm sóc này ra khỏi con. Và Chúa trả lời gì? No. Lần thứ ba Chúa cũng nói gì? Không. Cái dầm sóc của Phaolô là cái gì thì chúng ta sẽ có thể có một thời gian nào đó tôi chia sẻ cho anh em về dầm sóc đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Phaolô đã từng cầu nguyện mà xin Chúa đem cái dầm sóc ra khỏi. Cái dầm sóc là một cái gì đó rất là khó chịu. Dầm sóc Phaolô có thể là một vấn đề khác, nhưng cái dầm sóc của tôi và anh chị em là một vấn đề khác. 100% chúng ta là người hầu việc Chúa đều có cái dầm sóc hết á. Tại sao phải có dầm sóc ạ? Để chúng ta mới nhìn thấy hay là cảm nhận được ân điển của Chúa lớn lao như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. Thật ra Phaolô là một người hoàn hảo phải không? Với người Pharisee nhìn ông là một người hoàn hảo không? Rất hoàn hảo. Ông nói như thế nào? Là về vấn đề làm theo luật pháp tôi không trổ trách được. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Ai chúng ta cũng muốn mình được như sứ đồ Phaolô. Nhưng mà Phaolô vẫn có cái dầm sóc. Chúa ơi, cất cho con khỏi dầm sóc. Chúa ơi, đem cái dầm sóc này khỏi con. Và anh chị em có cái dầm sóc nào ạ?
Dòng Sa-bô-lô có thể là yếu đuối của ông. Dòng Sa-bô-lô cũng có thể là cái điều mà ông nhìn thấy ở thiên đàng và ông không thể nói ra được. Nhưng mà cái dòng sóc của tôi và anh chị em khác. Dòng sóc của sư vàng khác. Dòng sóc của các anh em, mỗi người mỗi khác. Ở khu vực nào đó chúng ta có một dòng sóc khác. Làm sao để tôi có thể lấy cái dòng sóc này ra? Chúa có muốn lấy dòng sóc này ra không? Không. Tại sao Chúa không muốn lấy dòng sóc ra? Nhờ dòng sóc mà chúng ta trưởng thành. Nhờ dòng sóc chúng ta mới thấy được ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời. Còn chúng ta sẽ vỗ ngực xưng tên là gì? Đại Chúa. Còn cảm ơn Chúa, con là người Pha-ri-si. Cảm ơn Chúa, con nghỉ ăn một tuần 3 lần, 2 lần. Chúa ơi, con cho phần 10 đầy đủ. Con hiếu kính cha mẹ rất là tuyệt vời. Chứ con không phải những người kia đâu. Và ai trong tôi mình trẻ em bắt đầu vỗ ngực xưng tên, thấy rằng mình người kia thua mình rồi đó. Mình bắt đầu mình so sánh với người khác rồi đó. Là chúng ta đang ở trong sự nguy hiểm rồi đó anh chị em. Phaolô ở đây ông xin Chúa cất cái dòng sóc ra khỏi ông 3 lần, nhưng Chúa nói là như thế nào? Chúng ta xem câu số 9. Chúa phán rằng: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chúng ta lưu ý cái câu này, từ ân điển và sức mạnh đó là hai điều tương đồng. Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Có ai trong tôi và anh chị em chưa một lần yếu đuối và ngã lòng trong chức vụ không? Vậy thì ai là người đã từng yếu đuối và ngã lòng trong chức vụ? Thêm cái chân nữa. Tại vì nhiều quá, phải không ạ? Thậm chí có một lần kia, tôi nói với Chúa như mày: Chúa ơi, con xin trả cái chức vụ này lại đó. Con xin trả cái hội thánh này lại đó. Chúa ơi, con trả cái trường kinh thánh này lại đó. Con tưởng đâu là làm hiệu trưởng trường kinh thánh là ngon lắm. Nhưng mà không ngờ là cái gì cũng châm dâu đổ đầu tầm hết. Cái gì cũng... Tôi có một người mục sư, và ông trước đây ông làm bên chính quyền. Ông làm phó công an xã. Tôi hỏi tại sao anh không chịu làm trưởng mà anh làm phó. Anh nói ngu gì làm trưởng. Ông trưởng ông kêu ông phó ký thì ông phó ký, nhưng mà ai chịu trách nhiệm? Ông trưởng chịu trách nhiệm chứ ông phó không chịu trách nhiệm. Ông nói là ngu gì mà phải làm trưởng, phải làm phó sướng hơn. Để có chuyện gì thì vào ông trưởng lò. Thật ra thì ông Môi-se cũng không khác hơn gì mình, đúng không ạ? Có lần nào Môi-se đã đòi trả dân sự của Chúa lại không? Có. Tôi đâu mắc nợ dân này đâu. Tôi đâu có đẻ nó ra đâu mà tại sao bây giờ tôi đâu phải chịu như vậy? Đúng không ạ? Nhưng mà trong giao ước mới thì sứ đồ Phaolô nói rằng: tôi mắc nợ cả người Giu-đa lẫn người Hy Lạp. Mà ông mắc nợ gì? Nợ yêu thương. Tôi nói bên em rằng ai trong chúng ta đều mắc nợ yêu thương mà chúng ta phải trả suốt cả cuộc đời. Đúng không ạ? Mà cái người nào yêu nhiều thì người đó sẽ trả nhiều hơn. Cái người nào được yêu nhiều thì trả nhiều hơn. Mà người nào mắc nợ nhiều, được tha nhiều thì lại yêu nhiều. Cho nên Chúa muốn chúng ta phải ở trong cái sự mắc nợ của tình yêu đó, để chúng ta phải gắn bó với nhau và chúng ta trả cái tình yêu đó, trả cái nợ yêu thương đó. Nhưng mà nợ này trả hoài nó không dứt. À, chúng ta trở lại cái câu mà sứ đồ Phaolô cầu xin Chúa và Chúa nói: ân điển ta đủ cho con rồi, sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Như vậy chúng ta thấy ở trong sách Timôthê thứ 2 chương 2 câu 1 đó, đó là hãy cậy ân điển trong Chúa Giêsu mà làm cho mình gì? Mạnh mẽ. Nói về khái niệm ân điển, nói một cách đơn giản mà chúng ta đã từng nghe về cái khái niệm về ân điển, hay là định nghĩa về ân điển. Ân điển đó là một cái điều ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời cho những người nhận nhưng mà không xứng đáng. Đó là ân điển. Nhưng vấn đề ở chỗ chúng ta không dừng lại ở chỗ tôi nhận ân điển. Nhưng mà tôi nhận ân điển để được gì? Ví dụ chúng ta được tha thứ. Ô mừng quá, tôi được tha thứ. Thế thôi, ra khỏi nhà tù rồi, ra khỏi bị cầm buộc rồi. Chúng ta được tha thứ rồi, hết.
Như vậy thì nó không xứng đáng với cái ân điển mà chúng ta được tha. Giống như người được ân xá khi người đó bị tử tù mà được lệnh ân xá của chủ tịch nước vậy. Người đó biết ơn chủ tịch nước, và tất cả những gì, cho dẫu bất cứ một cái miệt thị nào của ai đó, cho dẫu có một cái áp lực nào đi chăng nữa, cho dẫu có bao nhiêu nghịch cảnh, cho dẫu người này làm hết cả cuộc đời của mình, thì cũng không thể so được với cái sự ân xá của ông chủ tịch nước dành cho cái lệnh tử của mình. Tôi và anh chị em cũng vậy. Chúng ta rõ ràng chúng ta chịu án tử, đúng không? Nhưng mà Chúa tha cho ta một cách nhân không. Mỗi một lần anh chị em ngã lòng, chúng ta làm gì để trở nên mạnh mẽ đây? Nhờ ân điển trong Chúa Jesus Christ. Mỗi lần chúng ta ngã lòng, mỗi lần ai đó làm cho buồn phiền, mỗi lần ai chúng ta mệt mỏi, anh chị em không cần phải tập trung ở đâu cả, không cần phải than vãn bất cứ ai cả. Chúng ta tập trung vào Đấng Christ. Bởi vì tại đó anh chị em mới nhận được ân điển dư dật của Ngài. Ân điển không nhận một lần đâu chị em. Ân điển được tha thứ rồi, nhưng mà ân điển để nhận, để thêm năng lực, để tiếp tục bước đi hầu việc Chúa. Mỗi ngày chúng ta đều nhận để chúng ta có sức lực để bước đi. Chúng ta còn nhớ Phaolô đã nói ở trong sách Hebrew đoạn 4 câu 16 mà. Ông kêu như thế nào ạ? Hãy làm gì? Vững lòng đến ngay ân điển. Để làm gì anh chị em? Đến cái ngay này để làm gì ạ? Dạ, xin chú máy dùng cái câu kinh thánh này ạ. Chúng ta đọc chung với nhau ạ. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần dùng. Đây là bản dịch cũ. Bản dịch mới như thế nào ạ? Chúng ta xem bản dịch mới. Chúng ta đọc chung với nhau. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Nhận ân điển có phải một lần không? Không. Ân điển của Đức Chúa Trời liên tục ban cho tôi và anh chị em. Mỗi lần chúng ta đến, chúng ta cảm thấy mình không có sức lực, anh chị em hãy đến nhận ân điển của Chúa mới có sức lực được. Mỗi một lần anh chị em không thể tha thứ cho ai được, chúng ta hãy nhận ân điển của Chúa để tha thứ. Mỗi lần anh chị em không thể nhìn một ai đó được, hãy nhận ân điển của Chúa chúng ta mới nhìn được. Mỗi lần anh chị em không thể thương ai được, thì anh em hãy nhìn lên ân điển của Chúa, chúng ta mới có thể thương người khác được. Chúng ta sẽ có người hâm mộ, nhưng chúng ta cũng sẽ có người hâm dọa. Vậy thì anh em đối xử với nào thế nào với một người hâm mộ ạ? Cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn. Không có ai nhìn thấy được cái nỗi lòng của tôi, chỉ có anh mới thấy được nỗi lòng của tôi thôi. Nhưng mà khi hâm dọa thì sao ạ? Chúng ta tưởng tượng đi, Eli có thể đứng trước 450 tiên tri Ba-an và 400 tiên tri Át-tạc-tê và thách thức mấy những người này và tiêu diệt tổng cộng 850 tiên tri của Ba-an và Át-tạc-tê trong một ngày, khiến cho lòng của dân sự đều quay trở lại với Đức Chúa Trời. Nếu Giê-hô-va Đức Chúa Trời thì theo Ngài, còn Ba-an là Đức Chúa Trời thì cứ theo hắn đi. Và dân sự nó là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, khi thấy lửa từ trời xuống để thiêu đốt của lễ. Tôi nghĩ lúc bây giờ Eli, wow, thiệt vời, yeah. Qua ngày sau bà về sẽ bên đó, nếu ngày hôm nay người ta không giết Eli, Eli nghe cái lời đó thì sao? Ông với đầy tớ của ông chạy, đúng không ạ? Và hai người chạy, tôi nghĩ đố anh chị em chứ, ông Eli với đầy tớ thì ai là người lớn tuổi hơn? Eli lớn tuổi hơn mà ai chạy nhanh hơn? Eli chạy đến nỗi chạy, mà đến một lúc thì Eli chạy qua đầy tớ luôn. Đầy tớ nói, thầy ơi con mệt quá, con đuối lắm rồi, chân con run lắm rồi. Ơ nó mà run, chạy nữa. Và Eli chạy mất, đầy tớ còn ở lại. Tiên tri lửa đó. Cho nên chúng ta cần sức mạnh từ Chúa. Cần sự mạnh mẽ từ Chúa. Sự mạnh mẽ anh chị em không tìm ở đâu khác ngoài trừ thập tự giá của Chúa. Anh chị em không thể tìm sự mạnh mẽ này ở đâu khác ngoài ngay ân điển của Chúa. Khi chúng ta đến trước ngay ân điển của Chúa, chúng ta chỉ nhận thôi. Chúng ta chỉ nhận.
Chúng ta thờ phượng Chúa xong chúng ta nhận sức mạnh của Chúa ngay. Giống như con trai của tôi tối hôm qua, hai cha con nằm với nhau trên giường và tôi mở nhạc cùng hát, cùng thờ phượng. Rồi chúng tôi bắt đầu cùng dịch cái bài hát đó ra. Một hồi cái thấy, ồ cảm ơn Chúa, ba, con thấy con mạnh hơn rồi đó ba. Và sau khoảng gần một tiếng đồng hồ hai cha con ngồi nói chuyện với nhau, con tôi nói, con thấy con khỏe rồi đó, con mạnh rồi đó, con vượt qua được rồi đó. Dạ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, anh chị em phải cần cái sức mạnh này của Chúa. Những lúc nào anh chị em cảm thấy không thể yêu một ai đó được, không thể thấy làm việc nổi nữa, không thể nói đi cùng với anh em, không thể chịu đựng được người đó nổi nữa, thì lúc bây giờ anh chị em không đi nơi nào khác ngoại trừ anh em đến thập tự giá của Chúa. Thì tại đây anh chị em sẽ nhận được ân điển của Chúa. Và sức mạnh này có sức mạnh dư dật để anh chị em có thể bước đi và đạt thắng. Amen. Nha. Không cần phải chạy đi đâu cả. Và Chúa cho tôi bắt đầu trải nghiệm này. Và cứ mỗi một lần tôi thấy năng đề đến, lo có, sợ có. Nhưng mà anh chị em ơi, đó là lúc mà Chúa dùng năng đề để tạo kháng thể thuộc linh cho chúng ta. Khi con của mình sanh ra, có nhiều người nói cảm ơn Chúa, con tôi từ sanh ra tới giờ chưa có bệnh nào hết. Theo anh chị em, điều đó tốt hay là xấu ạ? Ủa sao kỳ vậy? Không bệnh là tốt chứ sao mà không bệnh là xấu? Tốt hay xấu ạ? Từ sanh ra chẳng không có bị bệnh gì hết, tốt hay xấu? Tốt nha. Yeah. Ai nói xấu ạ? Yeah. Tại sao sanh ra không có bệnh mà xấu? Bệnh một lần chết luôn. Dạ. Yeah. Dạ tốt phải sống ạ. Chưa thấy con của mình á, nó thấy chừng mà khi mà bình thường nó không có bị, nhưng đến khi có tuổi mọc răng á thì bắt đầu nó sốt. Thế vừa sốt lên chúng ta bắt đầu cho uống thuốc hạ sốt ngay. Thật ra theo bác sĩ khuyên đừng cho uống thuốc hạ sốt liền. Chừng nào nó sốt trên 40 độ hãy cho uống thuốc hạ sốt. Còn nếu là nó 38, 39 độ không có là gì cả đối với trẻ con. Tại vì khi nó sốt như vậy đó, thì cơ thể nó mới tạo ra kháng thể. Cho nên nếu mà chúng ta chăm sóc theo cách tự nhiên, chẳng hạn như là lau nước cho nó mát, rồi sau đó nó khỏe rồi, thì đợt tới nếu nó có mọc răng nó sẽ không bị sốt nữa. Và nếu như có những vi khuẩn virus nào mà tấn công nó thì lập tức kháng thể nó chống lại ngay và nó không còn bị sốt nữa. Nhưng người Việt của mình đó là khi mà bắt đầu sốt một cái là chúng ta mua kháng sinh. Anh chị em biết bên Mỹ trong cái mo đó bán đầy thuốc hết nhưng mà không bao giờ bán thuốc kháng sinh. Mua kháng sinh không có, kháng viêm thì có nhưng kháng sinh không có. Tại vì kháng sinh là một cái điều chúng ta uống vô chúng ta có thể cảm thấy khỏe liền, nhưng vô hình chung nó giảm đi cái mức độ kháng lại những cái và vi khuẩn virus nó tấn công vào. Cho nên người ta không bao giờ người ta cho kháng sinh, mà người ta chỉ lau mát hay là cho uống hạ sốt vậy là thôi, chứ không có cho kháng sinh. Khi mà con trẻ nếu như nó không trải qua những cái cú sốc đó thì cái sức khỏe của nó đó, cái đề kháng của nó yếu. Cho nên có những cái năng đề xảy ra cho trẻ, chúng ta hãy cảm tạ Chúa, vui mừng vì cỡ rằng nó bắt đầu nó tạo kháng thể. Khi nó sốt có nghĩa là bắt đầu tạo kháng thể. Con tôi lúc mà nhỏ thì lần đầu tiên mà làm cha làm mẹ mà, ôi con tôi nó sốt, mỗi lần nó sốt rồi nó lạnh run rờ tay lạnh, bắt đầu mặc thêm đồ cho nó, rờ tay lạnh cái mặc thêm đồ cho nó chùm kín hết. Mà càng chùm kín thì nó không hạ sốt được, mà uống thuốc hạ sốt nó không hạ sốt. Một giờ đêm hai vợ chồng kêu taxi chở vô bệnh viện, chở vô bác sĩ, la cho một chập, cởi áo ra, lạnh nó lạnh lắm, cởi hai. Và thế là cởi một lớp, hai lớp, ba lớp, bác sĩ nó làm gì giết nó gì mà mặc áo gì mà dày như vậy. Thế là lột ra hết, rồi cho vô kia. Họ pha cái nước ấm ấm, tắm nó đi. Hai chồng đâu dám tắm, nó đang sốt mà tắm cái gì. Bác sĩ nó tắm đi đó. Thế là lúc đầu tắm, dạ rồi bác sĩ, rồi tắm rồi bác sĩ, không tắm nữa. Thế là cứ xối cho nó, dùng cái vòi sen cứ xối cho nó liên tục như vậy 15-20 phút.
Nó hạ nhiệt xong bác sĩ nói rồi cho về. Tốn 300 mấy chục ngàn tiền taxi. Thậm chí bác sĩ còn nói là dám chừng chê mình còn ngu nữa. Chính những khi mà nó bị như vậy, đó là cái kháng thể thuộc linh nó, xin lỗi, kháng thể thuộc thể nó mạnh. Nếu tôi và anh chị em hầu vì Chúa mà không đối diện nghịch cảnh thì kháng thể thuộc linh chúng ta không có. Cho nên hãy xin Chúa cho để chúng ta tận dụng những cái cơ hội nghịch cảnh đó, để chúng ta mới thấy được cái giá trị của ân điển của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta như thế nào. Có những người rất là bực bội người khác, không có tha thứ cho người khác, khó tha thứ cho người khác. Thì tôi thường hỏi người đó câu như thế này: vậy thì Chúa đã từng cho anh, cho em, cho chị cái cơ hội để làm lại những sự sai trật chưa? Có. Nhiều lần hay là ít lần? Dạ nhiều lần. Vậy thì nếu Chúa đã cho chúng ta cái cơ hội để sửa sai, tại sao chúng ta không cho người khác cơ hội để sửa sai? Đúng không chị em? À, những lúc như vậy anh chị em hãy đến đâu để nhận ân điển của Chúa? Ngay ân điển. Amen. Chỉ có ngay ân điển anh em mới có thêm ân điển để có sức mạnh cho anh chị em. Và lúc bây giờ sức mạnh của chúng ta thấy lạ lùng, vượt qua một giai đoạn rồi. Anh chị em, ô, hồi đó sau cái này nếu như là năng đề như thế này, mình cảm thấy mình nổi nóng lên, mình bực bội, mình khó chịu, nhưng tại sao bây giờ nó qua dễ vậy? Thật ra đã có kháng thể thuộc linh rồi đó. Amen. Hallelujah. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biến những cái nghịch cảnh đó thành cái cơ hội, để rồi chúng ta mới cảm nhận được ân điển của Chúa thật là tuyệt vời trên đời sống của chúng ta. Amen. Chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời mới làm cho chúng ta mạnh mẽ. Vậy thì đến đâu để nhận? Một lần nữa, đến ngay gì ạ? Ngay ân điển. Dạ, chúng ta đến ngày phán xét có nhận được ân điển không? Không. Nếu đến ngày phán xét thì chúng ta sẽ bị phán xét đó. Còn đem đến ngày ân điển thì sao? Chúng ta nhận ân điển. Có hai cái ngày anh chị em, có hai cái ngày. Một ngày ân điển, một ngày phán xét. Tôi thấy có nhiều người cầu nguyện như thế này: bây giờ giữa tôi với anh, chúng ta không biết ai thắng ai thua, nhưng bây giờ tôi nói với anh rằng này, bây giờ tôi và anh cầu nguyện dâng lên cho Chúa, xin Chúa xét xử với tôi với anh. Đố anh chị em ai bị xét trước? Cái người mà cầu nguyện đó là bị phán xét trước, đúng chưa? Nhà cái người kiện á, nha. Trở lại câu chuyện của ông Eli tí xíu. Ở trong cấp vua nhì, xin lỗi, cấp vua nhất đoạn 19, Eli đã kiện. Xin lỗi, Eli nói với Chúa như thế nào ạ? Chúng ta mở ra tí xíu đi. Khi ông chạy trốn á, thì Chúa hỏi ông, đoạn 19, chúng ta xem. Rồi chúng ta xem coi ông nói với Chúa làm sao ạ? Xin chúng ta xem câu trước nhất là câu 4 đi. Người vào trong đồng vắng đi ước một ngày đến ngồi dưới cây giếng duyên, xin chết mà rằng: ôi Đức Sô-va, đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi vì tôi không hơn gì tổ phụ tôi. Rồi chúng ta xem câu 9 và câu 10. Câu 9 và câu 10 xin đọc cùng nhau ạ. Đến nơi người đi vào trong hang đá ngủ đêm ở đó, và kia có lời Đức Giê-hô-va phán với người rằng: hỡi Ê-li, người ở đây làm chi? Người thưa rằng: tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì Israel đã bội lời giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài, chỉ một mình tôi còn lại và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi. Theo ông bà chị em thì cái câu trả lời của Eli là đúng thực tế hay là sai thực tế ạ? Đúng thực tế. Đúng thực tế. Tiếp theo chúng ta xem câu 13. 13, 14. Khi Eli vừa nghe tiếng đó thì lấy áo tơi bao phủ mình đi ra đứng trước, đi ra tại nơi miệng hang. Này có một tiếng phán với người rằng: hỡi Eli, ngươi làm chi đây? Câu 14. Người thưa rằng: tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, vì Israel đã bội lời giao ước của Ngài, phá hủy bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài, chỉ một mình tôi còn lại và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi. Câu trả lời này cũng xác thực với hiện trạng của dân Israel. Và hai câu trả lời của
Eli cũng như là hai câu hỏi của Chúa đều giống nhau. Eli, ngươi ở đây làm chi? Vậy Eli trả lời, lần thứ nhất, lần thứ hai, tôi nghĩ ông nhẩm nhẩm những ngày nào lâu lắm rồi, ông thuộc lòng luôn à. Khi mà ai làm khó chịu mình á, chúng ta nhớ cái đó dai không ạ? Nhớ dai lắm. Dạ. Và lập tức ai hỏi tên cái là tên bung ra liền không ạ? À, nếu như một sư quản nhiệm hỏi là sao? Nay sao gặp chuyện gì rồi? Tại vì sao nó ở trong lâu quá rồi? À, chúng ta trao chuốt nó, chúng ta mài nó kỹ lắm rồi. À, chúng ta bung ra. Và chúng ta gặp ai chúng ta cũng bung hết. Đã. Thực trạng của Israel là như vậy. Eli nói đúng. Sau đó thì vì sao anh chị em? Chúng ta xem ở trong câu 15. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng, hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ sức dầu cho Hasaben làm vua Syria, ngươi cũng sức dầu cho Jehu con trai của Nimshi làm vua Israel, ngươi sức dầu cho Elisha con trai của Sa-phát làm tiên tri thế cho ngươi. Theo anh chị em thì chức vụ của Eli có thể còn kéo dài nữa không ạ? Còn kéo dài nữa được không? Ông có phải là người mất cái năng quyền thuộc linh không? Không. Tôi tin là tại vì ông mới vừa khiến lửa từ trời mà. Năng quyền thuộc linh ông không mất. Tôi thậm chí ông có thể cầu nguyện cho người khác chết sống lại. Nhưng mà ở đây Chúa kêu là gì? Hãy cầm cái bình dầu đi sức cho Elise làm tiên tri thế cho người. Có nghĩa là gì ạ? Có ai trong chị em muốn được thay thế không ạ? À, chúng ta thấy Eli có lỗi gì đâu mà tự nhiên sao Chúa thay thế ông vậy? Lỗi gì ạ? Dạ. Yeah. Chúng ta xem ở trong Roma đoạn 11 thì chúng ta thấy ở đây câu số 2. Câu 2 và câu 3, xin anh em đọc với tôi. Ai muốn được thay thế thì sẽ đọc kỹ thôi nha. Rồi xin đọc. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Elisha? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng, lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài, còn tôi còn lại một mình và họ tìm giết tôi. Trong các vua thứ nhất chương 19, Chúa không hề nói với Eli một cái lời nào là tại sao ngươi lại kiện cáo dân Israel. Chúa kỳ kêu là gì? Đem cái bình dầu sức cho Elise thế chỗ người. Có hai trường hợp thế chỗ. Một trường hợp là được thế chỗ, và một trường hợp là bị thế chỗ. Trường hợp của Eli là bị thế chỗ hay là được thế chỗ? Bị thế chỗ. Tại ông đương chức mà. Ông đang được sức dầu, ông đang được rất được ơn luôn. Và tôi nghĩ là ở đây là cái đỉnh cao của sự sức dầu mà Chúa đã dành cho ông. Bởi vì chưa một lần nào trong cuộc đời của ông có thể tiêu diệt 450 tiên tri Ba-an và 400 tiên tri Atate. Nếu bây giờ trong anh chị em mà đứng lên mà gọi lửa mà lửa xuống, thì anh chị em nghĩ là người ta sẽ nghĩ như thế nào về mình ạ? Gần đây ở trên mạng có một cái cô, tôi không biết cô này là, chắc có lẽ là đạo Hồi ha. Tại vì cách ăn mặc của cổ. Nhưng mà đạo Hồi thì tôi thấy là không đúng, là tại vì tôi thấy cô này có dùng dầu. Khi người ta cái tay bị tật á, cổ đổ dầu vô, cổ sức dầu. Cổ đầu cổ nhảy múa. Tôi nghĩ cổ hát đang một ngày tươi mới hay gì đó. Cô này người Indonesia, hiện bây giờ rất là nổi tiếng. Chứ không phải như là Quả Vàng Yên. Và sau đó nó kéo ra. Phải nói là đến nỗi bây giờ đó là quân đội của Indonesia đó là bảo vệ cô. Đi đâu đưa cô đi bảo vệ cô, canh cô còn hơn là một nguyên thủ quốc gia nữa. Và cái đỉnh cao của cái sự thành công đó. Tôi nghĩ Eli đang ở trong một đỉnh cao của sự thành công.
không ai trông ở đỉnh cao mà chúng ta muốn gọi là giống như là cầu thủ mà đang ở đỉnh cao, giống như là Messi hả, mới vừa nhận cái quả bóng vàng hả, mà muốn về giường đâu, không có đâu. Nhưng mà Eli đang ở trong đỉnh cao như vậy anh chị em, và Eli đã phải nhường cho Elise chỉ một điều thôi, đó là kiện cáo anh em mình. Tôi nói lên chị em rằng một trong những điều Chúa ghét nhất đó là kiện anh em mình. Hãy những người hầu việc Chúa, hỡi tôi tới Chúa, hãy nhớ điều này. Người ta có thể kiện anh em được, nhưng anh chị em không được kiện người ta trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em không muốn về giờ về sớm, kiện cáo anh em trước mặt Chúa. Tại sao Chúa không cho? Vì trong giao ước của Đức Trời với lại Abraham, không có, Chúa không bao giờ chấp nhận bất cứ một sự kiện cáo của ai nghịch lại với dân của Chúa. Ai chúc phước ngươi thì người đó được chúc phước, ai rủa xả ngươi thì người đó bị rủa xả. Tôi thường trước đây á, những cái câu chuyện mà ai nói tới người này kia, tôi nhảy vô và tôi tiếp lời, tại vì nó đúng tần số với tôi. Rồi tiếp lời và nói, ô vậy hả, ồ cái ông nó đúng rồi, cái ông nó xấu vậy đó, ô nó không vậy đó. Và tôi ra một cái lời thêm nữa cái danh sách xấu của người đó. Nhưng khi tôi học biết được điều này và tôi không tiếp, tôi không tùng tần số nữa, tôi vẫn có thể trao đổi với anh em đó mà tôi giúp anh em đó ra khỏi cái ngục tù của cái sự tổn thương đó. Tại thường thường mình tổn thương nhiều, mình mới nói nhiều điều xấu về người đó, mà chúng ta không còn nhìn người đó với cặp mắt tốt nữa. Chưa thấy người đó toàn là xấu không, mà chúng ta không thấy cái tốt của người đó. Thật ra người đó có tốt không? Có xấu không? Có luôn. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta nhìn anh em mình với cái mắt nào? Mặt tốt chứ không phải mặt xấu. Nói thì nói vậy đó, chứ ngồi lại cái thôi chúng ta không thông công tí nha, bắt đầu chúng ta nói toàn là điều xấu không à, chứ không nói điều tốt. Và tôi đã được Chúa dạy cái điều này, và tôi đã thay đổi cái cách nhận diện, cái cách nói chuyện. Và kể cả những ai đang bị tổn thương, tôi vẫn lắng nghe, bởi vì tôi biết rằng bản thân của họ đau lắm, họ cần phải chia sẻ. Và khi lắng nghe xong, tôi cùng với người đó để khích lệ, để làm sao ra khỏi cái sự tổn thương đó và tìm những cái điều tốt của người đó, chúng ta cầu nguyện chúc phước cho họ. Và thú thật, không ai trong chúng ta muốn người khác chỉ ra cái lỗi của mình đâu, có đúng không ạ? Cho nên Chúa Giêsu nói như thế này: ai trong các ngươi là người vô tội thì trước nhất hãy ném đá người này. Những cái người mà đưa cái người nữ phạm tội đó đến gặp Chúa, những người đó họ có nghĩ họ là có tội không? Không. Họ không nghĩ họ là có tội. Họ nghĩ là họ đứng trên luật pháp, họ đại diện cho luật pháp của Môi-se, và họ có quyền để ném đá. Nhưng khi mà họ đến mà Chúa Giê-xu chỉ nói một câu thôi: ai trong các ngươi là người vô tội thì ném đá đi. Lúc mà họ đến thì họ nghĩ họ vô tội, nhưng khi câu nói của Chúa Giê-xu nói thì lúc bây giờ họ có tội. Mà sao hay vậy, nhanh vậy? Mới vừa vô tội nên giờ trở thành người có tội liền. Bây giờ ai là người vô tội thì ném đá đi. Họ bỏ đi, người già đi trước, kẻ trẻ theo sau. Anh chị em biết tại sao mấy người thông giáo với người Pha-si họ mặc cái áo nó dài, thiệt là dài không? Dạ không, tại vì nó rộng để đá ở trong. Cái này là bản diễn nghĩa của tôi nha. Cho nên ở đá đâu có sẵn vậy. Tôi nghĩ là trong túi của họ là chất đầy đá hết trơn á. Và khi mà chỉ cần họ nói với Chúa là nếu là theo luật pháp Môi-se thì ném đá, theo thầy thì sao? Mà Chúa chỉ cần nói là gì? Ném đi, cái là thôi, tôi nói là bà đá nó bay veo 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 luôn. Cảm ơn Chúa, ở đây chúng ta không có mặc cái áo nào có tua dài hết. Nó vui thôi. Nhưng thật sự chúng ta thấy rằng là chỉ một câu nói của Chúa thì tất cả những người đó họ không có ném đá ai nữa. Hãy sống một lối sống
Đừng để có ném đá người khác anh chị em. Chúa nói anh chị em đừng xét đoán ai để mình khỏi bị đoán xét. Đừng ném đá ai để mình khỏi bị ném đá. Amen. Ai muốn về trước á? Bữa nay mấy giờ về? 3 giờ phải không? Ai muốn về trước? Về trước là tới 3 giờ mới đi. Giờ về đúng giờ là về trước ạ. Muốn về đúng giờ là về trước ạ. Về đúng giờ. Amen. Dạ, yeah. Nếu về đúng giờ đừng kiện cáo ai nữa hết. Khi chúng ta đến trước ngay ân điển của Chúa, anh chị em thấy ân điển của Chúa, chúng ta mới thấy rằng là gì? Cái người đó cần được thương xót. Và chính mình cũng cần được thương xót nữa. Và nếu trong anh em hầu vị Chúa với nhau, chúng ta đừng ném đá nhau, thì anh chị em sẽ thấy mất cả một cộng đồng của những người hầu việc Chúa. Họ đang khích lệ nhau, nâng đỡ nhau một cách rất là tuyệt vời. Cách đây mấy hôm tôi có xem một cái clip mà người ta quay lại cái hình ảnh của những con sâu rớm á. Nó mò. Tôi không biết anh chị em có từng nhìn bên ngoài chưa. Nếu nó mò một mình á thì nó mò chậm lắm. Nhưng không có, những con sâu rớm nó mò, nó chồng lên nhau. Chồng lên nhau, nó bò theo cái kiểu xích dắt giống như là cái bánh xích của xe tăng vậy đó. Nước bò chậm chậm. Và tôi nói là với cái cách bò này, cách đi này nó di chuyển gấp đôi. Có nghĩa là con này bò trước thì con kia bò trước trên nó, chồm lên nó, rồi lại tiếp tục nói sau liên tục như vậy. Và nó chồng lên nhau như vậy. Và nó không có bị gãy đứt. Và nó vượt qua được những cái chướng ngại. Anh chị em từng thấy những con kiến mà nó bắt cầu qua sông chưa? Dạ. Yeah. Có những con nó phải chấp nhận, nó chịu như vậy để cho con khác qua được cái sông đó. Cho nên trong thuộc linh cũng vậy anh chị em. Chúa không muốn ai trong chúng ta bị thương tích trong trận chiến thuộc linh cả. Nhưng Chúa muốn tất cả đều được chữa lành, tất cả đều được khỏe mạnh. Đoàn quân của Chúa bước đi khi từ khi ra trận cho đến trở về, không một ai mà phải bị thua trận, nhưng mà tất cả đều đắc thắng vượt qua được. Amen chị em. Như vậy tất cả đều phải nhờ sức mạnh từ nơi ân điển của Chúa. Nếu anh chị em chưa một lần nhờ ân điển của Chúa thì anh chị em có quyền phán xét người khác. Nhưng nếu chúng ta nhờ ân điển của Chúa để được tha thứ thì anh chị em đừng bao giờ phán xét người khác. Amen. Một lần nữa hãy nói với người bên cạnh, muốn về sớm hay là về đúng giờ? Hỏi người bên cạnh. Hiểu rồi phải không ạ? Ai hiểu là giơ tay lên ạ. Dạ. Rồi, vỗ vai mềm cạnh nó rằng chấm dứt sự phán xét, nhưng mà phải bắt đầu nói lời cao trọng của Chúa, ân điển của Chúa dành cho nhau. Chấm dứt sự phán xét. Amen. Dạ, chấm dứt sự phán xét. Trong giao ước mới, chấm dứt mọi sự phán xét, hãy để cho Chúa. Dạ, sự phán xét là dành cho Chúa. Còn nếu chúng ta đứng vào vị trí đó thì chúng ta trở thành Chúa rồi. Tất nhiên trong vấn đề vai trò lãnh đạo, chúng tôi thường hay cũng nhắc nhở những người có lỗi lầm, nhưng mà chúng tôi không phán xét họ. Nhắc nhở để khích lệ, để cho họ có từ bỏ cái đường đó hay không. Mà nếu từ bỏ con đường tội lỗi thì tiếp tục hành trình, còn nếu không từ bỏ thì họ chọn con đường đó, họ sẽ bị hư mất với cái con đường đó. Chúng ta không được quyền phán xét, nhưng chúng ta chờ đợi Chúa. Và với sự khích lệ nhau đó, chúng ta nếu chúng ta đã nhờ ân điển của Chúa để chúng ta có thể đắc thắng, thì chúng ta cũng hãy cho anh em chúng ta cái cơ hội để thắng. Chúng ta qua lại cái điều thứ hai. Chúng ta trở lại qua ở trong Timôthê nhì. Ở trong câu số 2 nói rằng, nhưng điều những điều ta con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng kiến, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ cái khác nữa. Cái bước thứ hai đối với người lính giỏi là người phải biết chuyển giao. Đào tạo và chuyển giao. À, hình như là cái khóa của chúng ta ngày hôm qua mà tốt nghiệp đó là học cả chục năm rồi phải không? Và đã thế hệ thứ mấy rồi ạ? Hai thế hệ. Dạ. Yeah. Rồi anh chị em nghĩ rằng là sẽ có thế hệ thứ tư không?
hay là tới mình là xong luôn. Tôi thấy có mục sư kia, ổng hầu vị Chúa từ thập niên cuối thập niên 80, ổng lãnh đạo hội thánh cho đến ngày ổng chết, không có đào tạo ra người khác, mà con ổng lên thay, con ổng không được học trường thần học, nhưng mà lên thay làm mục sư luôn. Cái đó là sự khốn nạn cho hội thánh anh chị. Tại vì sao? Họ không có sự trải nghiệm, họ thừa kế thôi. Ngay khi mà sứ đồ Phaolô ông đã bắt đầu đi học về Chúa thì ông đã bắt đầu nghĩ đến cái việc là phải môn đồ hóa rồi, phải có người kế thừa. Chúa Giêsu cũng vậy, trong 3 năm rưỡi ngài phải làm sao có người kế thừa. Còn nếu chúng ta học về Chúa mà chúng ta không có người kế thừa, không có thể hệ kế tiếp, thì anh chị em thấy rằng là đó là cái điều ích kỷ thứ nhất đối với chúng ta là người ích kỷ. Thứ hai, hội thánh thân thể của Đấng Christ không phát triển được. Cho nên ở đây Phaolô nói gì? Những điều mà con đã nghe nói ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Theo lịch sử ghi lại thì Timôthê là một người hầu việc Chúa, bước theo tập sự hầu việc Chúa rất sớm. Có khoảng năm 16, 17 tuổi là ông đã trở thành một người lãnh đạo rồi. Có thể là ông còn nhỏ hơn rất nhiều những người nhỏ. Chúng ta này có ai 18 tuổi đây không? 20? 22? 24? À, như vậy là già hơn Timothy rất nhiều đó. Nhưng mà khi mà Timothy hầu về Chúa rất trẻ như vậy, mà Phaolô còn khuyên là gì? Con hãy tìm người khác thế cái chỗ của con. Còn mình ngày hôm nay mà leo lên cái ghế rồi, cái là thôi là mình ngồi luôn cái ghế đó phải không ạ? Tôi đang nói tôi á. Nếu là không phải là chúng ta ngồi cái ghế đó bao lâu, mà vấn đề anh chị em có đào tạo được bao nhiêu người sẵn sàng để kế thừa và tiếp tục phát triển công việc Chúa, và họ cũng được dư phần trong vương quốc của Ngài giống như chúng ta không? Cho dù anh chị em có thể lãnh đạo 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng mà đằng sau đó có những con người được phát triển kế tiếp không, hay là chúng ta không có phát triển một ai hết, thì cái điều đó khác. Năm 2002 là Chúa đã cho tôi cái khải tượng về vấn đề mở hội thánh và phát triển được kinh thánh. Và tôi bắt đầu âm thầm tôi làm việc đó. Năm 2006 là cái khóa học đầu tiên được mở ra. Và bây giờ năm nay là khóa 25 đang học. Và chúng tôi đào tạo ra gần 1.000 người đó anh chị em. 1.000 người truyền giáo. Rồi chúng tôi cũng có rất nhiều mục sư. Khoảng trên dưới 300 mục sư, không phải trong hội giáo hội chúng tôi đâu. Tại vì trường quốc tế cho nên rất nhiều nơi để chúng tôi đào tạo họ. Họ trở về, họ hầu về Chúa với hội thánh nhà, và một hội thánh đó công nhận chức vụ của họ. Chúng tôi chỉ trao cái lẽ thật của Chúa, lời Chúa, để cho họ có kiến thức thần học. Nhưng mà khi họ trở về thì họ sẽ hầu về Chúa như thế nào ở giáo hội của họ. Và cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi lên một cái mục tiêu để có thể phát triển nhanh hơn số người. Hồi trước đây mỗi một năm chúng tôi chỉ có đào tạo ra khoảng trên dưới 30 người thôi. Nhưng bây giờ chúng tôi lên mục tiêu là một năm chúng tôi phải đào tạo trên dưới 100 người mới được. Vì như vậy nếu chậm thì chúng ta thiết nghĩ đi, con gặt sẽ rất ít. Đồng lúa thì chín mà con gặt ít thì sao? Thất. Chúng ta sẽ thu. Chúng ta bị thất thu, đúng không ạ? Người lãnh đạo có thể đào tạo ra ít, nhưng mà con gặt phải đào tạo ra nhiều. Người lãnh đạo có thể làm 5 năm, 10 năm chúng ta sẽ đào tạo được một cái thế hệ lãnh đạo. Nhưng mà nếu biết gối đầu thì mỗi năm đều có thế hệ lãnh đạo tiếp theo để ra. Và những người lãnh đạo có thể ít nhưng mà con gặt nhiều, thì anh chị em biết rằng là nó sẽ không có thất thu đâu. Nó sẽ tiếp tục được phát triển. Theo anh chị em, cái người mới tin Chúa với người tin Chúa lâu, ai là người dẫn đưa người tin Chúa nhiều nhất và nhanh nhất? Ủa sao là vậy?
Tại vì mấy người tin Chúa lâu là kỹ tính, phải không? Dạ. Dạ, họ đơn giản lắm. Họ chỉ nói là gì? Trước khi tôi tin Chúa là vậy nè, mà bây giờ tôi tin Chúa là như vậy nè. Và người ta nhìn vào cái người mới đó đó, thấy cái sự thay đổi rất nhanh, rất rõ. Nhưng mà người tin Chúa lâu á thì lại người ta không nhìn thấy rõ, tại vì nó sáng quá rồi người ta không nhìn thấy rõ nữa. Câu hỏi cho anh chị em, anh chị em có muốn thế hệ kế thừa không? Dạ. Nếu muốn thế hệ kế thừa thì chúng ta học gương của Phaolô nè. Phaolô đi đến đâu là ông đào tạo đó nha. Đừng nghe mấy cái người trên mạng: tôi chỉ học Chúa thôi, tôi không cần học ai khác. Nếu Chúa đã mở cái trường thần học của Ngài 3 năm rưỡi để đào tạo được 11 ông, 11 ông chính quy, 11 ông làm orden, 3 năm rưỡi, rồi 70 ông là mục sư nhiệm chức, 120 ông là truyền đạo sinh, có đúng không ạ? Ngài Chúa Thăng Thiên là 120 người, đúng không ạ? 3 năm rưỡi thôi. Anh em nghĩ rằng cái mức độ đào tạo đó nhanh hay chậm ạ? Nhanh đó. Yeah. Phaolô, ông đã huấn luyện ở tại trường Tirano bao nhiêu năm? 2 năm. Bao nhiêu người? 12 người. Trong 2 năm đó, 12 người ông đào tạo, và nó làm rúng động cõi Asia luôn, tức là cả cái vùng Tiểu Á. Chúng ta thấy kinh khủng không ạ? Cho nên nếu như chúng ta nói rằng gì, tôi chỉ học Chúa, tôi không cần học ai hết, lúc đó là anh chị em đã mở một cánh cửa rồi đó. Sự kiêu ngạo và Samuel nó xen vào ngay. Cho nên chúng ta cần học những người đi trước. Chúng ta học Chúa, chúng ta cũng học người đi trước. Phaolô hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ. Vì vậy cần phải chuyển giao cho thế hệ kế tiếp. Và trong thế hệ kế tiếp đó, có thể có người đánh đàn, có thể có người đánh trống, có thể có người piano, có thể có người organ, có thể có người guitar, có thể có người đi ra truyền giáo, có người làm chấp sự, có người phục vụ, đủ thứ hết. Có thể trong những người anh chị em đào tạo, không phải tất cả đều trở thành truyền đạo đâu. Nhưng mà những người mà anh chị em truyền đạo, những anh truyền giáo đó, họ sẽ trở thành những con gạt. Kể cả một người chấp sự như Philip cũng có thể trở thành người giảng tin lành khi mà Đức Chúa Trời Ngài cần, Ngài sức dầu cho. Amen. Cho nên chúng ta cần phải có cái thế hệ kế tiếp, thế hệ kế thừa. Chúng ta nên học gương của David. Chúng ta xem ở trong Các Vua thứ nhất đoạn, Sự Ký nhất đoạn 22. Sự Ký nhất 22. Từ câu số 6. Tôi đọc câu 5 rồi chúng ta đọc bắt đầu từ câu 6. David nói rằng: Salomon con trai ta hãy còn thơ ấu và non nớt, và cái đền sẽ cất cho Đức Giê-hô-va phải rất là nguy nga, có tiếng rực, danh tiếng rực rỡ trong các nước. Vì vậy ta sẽ dự bị đồ cần dùng cho nó. Thế thì David dự bị rất nhiều đồ trước khi người qua đời. Bây giờ David gọi Salomon con trai của mình truyền dặn người cất một cái đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. David nói với Salomon rằng: Hỡi con ta, ta có ý muốn xây một cái đền cho danh Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Nhưng có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi đã đổ huyết ra nhiều, đánh những giặc lớn lao. Vì vậy, ngươi đã đổ huyết ra nhiều trên đất tại trước mặt ta, nên ngươi sẽ chẳng cất đền cho danh ta. Kìa, con trai mà ngươi sanh ra, nó là người thái bình, ta sẽ ban bình an cho nó. Các thù nghịch ở bốn phía nó sẽ chẳng quấy rối nó, vì tên của nó là Salomon. Trong đời nó, ta sẽ ban sự thái bình an tịnh cho Israel. David khao khát để cất cho Chúa một cái đền. David khao khát để hầu vị Chúa nhiều hơn nữa. Và cái việc mà khao khát để cất cái đền cho Chúa, cho danh của Chúa ngự, đó là cả một cái tâm huyết của David.
Ông đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để xây cái đền cho Chúa. Nhưng Chúa nói sao? Con không được xây. Tại vì con làm đổ huyết rồi. Con đổ huyết ra nhiều quá. Cho nên con không được xây. Và thật sự để có thể đào tạo cho người kế thừa, anh chị em, đôi khi Chúa ngài dùng chúng ta ở mức độ này thôi. Nhưng nếu người kế thừa, Chúa có thể dùng người đó cao hơn, người đó mạnh hơn, chúng ta hãy vui mừng về điều đó. Nói như thế chứ nhiều khi nó dấy được lên cái là chúng ta nó bắt đầu chúng ta tìm cái điều để chúng ta hạ nó xuống. Anh chị em biết cái con có câu chuyện về con cua của Việt Nam với con cua của phương Tây không? Nghe rồi đúng không? À, nhà báo phỏng vấn, ủa tại sao cua của Việt Nam phải có cái nắp đậy, cua của Tây phải có cái nắp đậy xuống mà cua Việt Nam thì lại không có cái nắp đậy xuống, không có nắp đậy lại? Thì nói à, tại vì á là con cua của Tây á là phải đậy nắp đậy, tại vì con nào nó bò ra được là nó bò luôn, cho nên là cần phải có nắp đậy lại để cho nó không có bò đi. Còn con cua Việt Nam á, con nào bò lên thì con kia nắm nó kéo xuống, cho nên không cần phải có cái nắp đậy. Tôi nghĩ cái vỏ bình định bây giờ nó thất truyền nè. Ở đây có ai là người bình định không? Dạ. Thầy biết học vỏ, thầy biết vỏ bình định không? Thất truyền rồi đúng không? Tại vì ngày vỏ đó là cái ông thầy ổng truyền lại cho đệ tử, luôn luôn ổng giữ một cái miếng lại. Cho nên một cái đời của ông ấy là ông phải giữ cái miếng lại, ông thủ thân, ông sợ người kia nó phản. À, cho nên bắt đầu cứ theo từ đời này qua đời kia nó truyền, nó thất truyền luôn. Là tại vì ông nào cũng giữ lại miếng, giữ lại miếng, giữ lại miếng. Giả sử như có 10 miếng, à, đời này giữ miếng, đời kia giữ miếng, cuối cùng là gì? Thất truyền luôn, ông này không biết gì hết. Cho nên cái việc mà chúng ta giúp đỡ cho cái thế hệ kế thừa, đôi khi Chúa muốn anh chị em phải chuẩn bị tất cả vàng bạc châu báu gỗ, tất cả mọi thứ cho xây đền thờ của Chúa. Nhưng Chúa nói không, con không được xây, con hãy chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp kìa. Thì anh chị em có sẵn sàng không ạ? Tại nếu chúng ta nghĩ cho vương quốc của mình thì không bao giờ chúng ta muốn truyền đâu, nhưng mà nghĩ cho vương quốc của Chúa thì chúng ta sẵn sàng đầu tư. Anh sẽ không tiếc một cái gì về cả công sức, tiền bạc, tất cả mọi thứ cho anh chị em, chúng ta không tiếc để chúng ta có thể chuyển giao cho thế hệ kế tiếp. Như vậy cái người mà được để mà truyền theo sứ đồ Phaolô thì người đó là gì ạ? Có tài và gì? Trung thành, phải không? Trung thành và có tài dạy dỗ. Còn ở đây thì Chúa kêu để lại cho Salomon thì có cái điều kiện gì không ạ? Salomon là người như thế nào? Chúng ta đã đọc lại câu 9 nè. Kỳ con trai mà ngươi sanh ra nó sẽ là người thái bình. Nó phải là người hòa bình. Người chỉ có người hòa bình mới có thể trở thành một người xây nhà Chúa một cách hiệu quả, anh chị. Chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng đem sự hòa thuận tới đó hết. Tại vì chúng ta con của sự hòa bình mà. Chúa giao cho chức vụ chúng ta là chức vụ gì? Giảng hòa. Chức vụ giảng hòa. Mà mình chưa giảng hòa được, cần giảng hòa với Chúa, giảng hòa với anh em, giảng hòa với chính mình. Thì chúng ta giảng hòa được thì anh chị em sẽ trở thành người xây nhà Chúa được ạ. Anh chị em có thể tiếp tục để là cái người kế thừa, hoặc là chúng ta sẽ chuẩn bị cho người kế thừa. David sẵn sàng để chuẩn bị cho người kế thừa. Ông không có cảm thấy khó chịu, cảm thấy nặng nề, cảm thấy bị hụt hẫng, cảm thấy bị mất mát gì ở đây cả. Và ông thậm chí ông còn vui mừng để ông chuẩn bị cho cái người kế tiếp, để chuyển giao cho người kế tiếp. Và đây là tâm tình của David. Trở lại cái tâm tình của Phaolô. Thì cái người mà kế thừa phải là người trung thành và có tài dạy dỗ kẻ khác. Phải có tài. Giữa cái tài và cái đức thì anh chị em biết, cái tài á, chúng ta có thể dạy dỗ nhanh, nhưng còn cái đức hạnh á, thì đòi hỏi người đó phải có một cái sự kết nối với Chúa thì nó sanh ra trái của Thánh Linh. Nếu chỉ có tài mà không có đức thì chúng ta thấy rằng là đó là cái sự khốn nạn cho hội thánh trong tương lai. Bởi vì cái người mà tài năng giỏi mà không có bông trái của Thánh Linh á, thì họ xây trước họ phá sau.
Có thể họ mới vừa gây dựng, chúng ta nói một điều rất là hay đó, nhưng mà cuối cùng là gì? Đằng sau đó là có những cái động cơ đen tối và có thể làm cho anh chị em ngã lòng. Cho nên Chúa cho chúng ta chuẩn bị để có thể chuyển giao cho thế hệ kế tiếp. Anh chị em vừa tốt nghiệp, ngày mai thì Hội Thánh ở đây cũng tấn phong cho một số người. Để chứ vậy, để họ đứng vào trong cái chức vụ mà Chúa gọi, để họ tiếp tục bắt đầu sẽ chuyển giao cho thế hệ kế tiếp. Tôi nghĩ hôm nay sau khi tốt nghiệp xong, anh chị em phải lên kế hoạch xin Chúa cho các tôi Chúa. Nếu làm việc cùng nhau trong một cái hệ thống, chúng ta bắt đầu xin Chúa cho lên kế hoạch để chúng ta chọn những người kế thừa để thêm thế hệ Timothy kế tiếp rồi. Đừng chậm trễ nữa anh chị em. Vì chậm trễ nữa chúng ta sẽ không kịp đâu, không kịp mùa gặt đâu. Ai trong chúng ta đã có cái tâm tình nghĩ rằng sẽ chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp, xin chúng ta có thể đưa tay lên. Dạ, có tâm tình đó. Cảm ơn Chúa. Tôi xin Chúa người ban phước cho tất cả tấm lòng của anh chị em. Hãy chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp. Nếu ngày mai mà Chúa Giêsu trở lại, ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục chuẩn bị đó anh chị em. Tại vì biết đâu trong sự chuẩn bị đó, có thể trong đêm nay có người được Chúa dùng để có thể làm chứng cho mọi ai tin nhận Chúa thì sao? Chúng ta không biết được. Cho nên Chúa ban ơn để rồi tất cả chúng ta đều có thể trở thành người chuyển giao. Amen. Dạ. Yeah. Chúng ta nghỉ giải lao chút xíu, chúng ta sẽ trở lại nha. Chúa ban phước cho tất cả anh chị em. Yeah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.